Buổi chiều, Nhị Dương vừa về đến nhà. Hừ, tôi về rồi đây. Diệp Thành Hồ, ba mày về rồi nè. Mày có thái độ gì vậy hả? Nghe vậy, Diệp Thành Hồ ngước lên nhìn anh ta một cái, rồi chẳng thèm đến xỉa gì đến anh ta, tiếp tục chơi với con mèo. Còn Diệp Thành Dương thì tố cáo anh mình. Ba ơi, con nói nhỏ cho ba nghe nè. Anh ấy bị giáo viên giữ lại sau giờ học. Về nhà còn bị mẹ mắng một trận nữa. Diệp Thành Hồ, mày làm gì vậy? Sao lại bị giữ lại trường? Anh cứ chọc vào lưng người khác suốt lúc thi. Nhị Dương bật cười không kìm được. Thế là mày hỏi đáp án của người ta à? Dương Dương, mày nhiều chuyện quá, mày đúng là cái đồ lèo méo. Diệp Thành Hồ trừng mắt nhìn Diệp Thành Dương. Diệp Thành Dương bị áp lực huyết thống, sợ hãi lùi lại một bước. Ai cũng biết mà, em không nói thì sớm muộn ba cũng biết thôi. Nhị Dương cười một cái, rồi lấy ra một túi đậu phộng rang to từ trong túi. Thôi được rồi, có gì đâu to chuyện, mỗi đứa bốc một nắm ăn đi. Ba lại mang đồ ngon về cho tụi con rồi. Con biết ngay hôm nay bà sẽ mang đồ ngon về cho con mà. Lắm mồm quá. Sao không ra đón ba? Anh đừng ăn nữa. Dương Dương, mày đi chỗ khác đi. Mày vừa mách lẻo, tao còn chưa trả thù mày đâu. Đừng chọc tao. Diệp Thành Hồ nhanh tay bốc một nắm nhỏ để trong tay. Diệp Thành Dương cũng chạy lại bốc một nắm bằng bàn tay nhỏ. Tay hai đứa thật sự rất nhỏ. Một nắm nhỏ đúng là một nắm nhỏ thật. Đến được mấy hạt luôn. Nhị Dương lại đưa túi đậu phộng rang mà hai đứa nhỏ vừa bốc cho bà nội đang vui vẻ bên cạnh. Bà à, má cũng bốc một ít bỏ túi đi, lúc rảnh rỗi vừa nghe hát bội vừa nhai nhai. Cũng thơm lắm, con cho tụi nhỏ ăn là được rồi. Bà không thích ăn cái này đâu. Trong túi còn nhiều mà, bà ăn một chút đi mà. Nhị Dương sờ sờ túi, nhìn quanh một lúc, nhưng không thấy Diệp Thành Hải và mấy đứa kia đâu. Ủa, sao hôm nay không thấy anh Hải với mấy đứa ở cửa vậy? À, cái đó, mấy anh ra bãi biển đào ngư bắt qua rồi. Mẹ không cho tụi con đi, bảo con phải ở nhà suy nghĩ lại đấy. Vậy thôi, đỡ phải chia cho chúng nó. Lâm Tú Thanh nghe tiếng cũng chạy ra, thấy ông Diệp Khuân từng bao cá ếch khô. Cô ấy ngạc nhiên hỏi, sao còn nhiều thế này? Bên đơn vị không lấy à? Họ chỉ mới lấy 3.000 cái thôi. Nói là nếu cần thêm sẽ gọi điện sau. Em cũng để ý giúp anh. Nếu anh đi biển không có nhà mà có điện thoại tìm anh, em ra nghe giúp anh nhé, rồi gửi xuống cho anh. Ừ, được thôi, vậy anh bán xong là về luôn à? Cũng bán một lúc, nhưng qua giờ cao điểm nửa đêm thì không bán được nữa. Chỉ bán được 2 bao, cũng không cần bán tiếp nữa. Hôm nay về sớm một chút, đêm nay có thể phải ra biển. Ừ, vậy về sớm nghỉ ngơi cũng tốt, đêm nay còn phải giữ sức ra biển mà. Ông Diệp Huân mấy bao cá khô vừa dỡ xuống vào sân, dặn dò Nhị Dương. Nhị Dương à, lát nữa nhớ khuân mấy con cá ếch khô vào nhà nhé. Ông Diệp vừa dứt lời, mọi người bỗng nghe thấy tiếng động từ cổng, cùng với tiếng chó sủa. Mấy thứ các anh vừa khiêng vào đó là cá khô phải không? Nhị Dương à, bán không hết nên mang về hả? Mấy bà hàng xóm mới chuyển đến đang tới kia. Nhị Dương đáp qua là, ừ, đúng rồi, đó là phần bán không hết, nên mang về thôi. Biết vậy hôm nay tụi tôi đã không để lại nhiều thế. Thấy nhà anh phơi nhiều quá, tưởng có thể bán được nhiều tiền chứ. Đúng vậy, hôm nay, nhà tôi cũng để lại mấy trăm cân cá ếch khô về. Nghe nói phơi khô sẽ đắt hơn một chút, có thể bán được nhiều tiền hơn. Trời ơi, biết không bán được thì đã bán luôn cho bến tàu rồi. Nhị Dương không biết nên khóc hay cười. Anh còn chưa bán được mấy ngày, mấy người này đã bắt đầu bắt trước rồi. Không biết trong làng có đồn là anh lại kiếm được nhiều tiền không nữa. Anh cũng chẳng giải thích, dù sao họ phải mất mấy ngày nữa mới phơi khô được. Ai mà biết quân đội lúc đó còn cần không. Nếu cần thì mua lại của họ cũng được. Một bà chị vẫn không chịu thua hỏi, Nhị Dương, cá khô phơi của các anh đều ở đây hết à? Hay đã bán được một ít rồi? Có bán được một ít, mấy cái này là hôm nay bán thừa đó. Trời ơi còn nhiều thế. Vậy hôm nay chắc chẳng bán được mấy cân nhỉ? Chắc còn chưa đủ tiền xăng xe. Đồ khốn kiếp, không biết ai đồn là anh, dạo này phơi cá khô lại kiếm được nhiều tiền lắm. À, hóa ra toàn là tin đồn nhảm, tức chết đi được. Nhị Dương nghe xong chỉ thấy buồn cười. Bố Diệp cũng chẳng biết nói gì. Lâm Tú Thanh cười an ủi họ, cũng không sao đâu, mấy trăm cân phơi ra cũng chỉ được vài chục cân, cũng không nhiều lắm đâu. Nhà chúng tôi phơi còn nhiều hơn các bạn nhiều, các bạn để lại ăn đi, hoặc biếu bà con bạn bè một ít cũng tốt mà. Hừ, nhiều vậy ai nỡ cho đi. Cá tươi cũng đáng giá hơn chục đồng rồi. Nhà ngoại chị ở trên núi, gửi một ít qua đó cũng quý. Nhà ngoại tôi ngay trong làng mà, đâu có hiếm gì cá khô. Nói thật nhà nào chẳng có dự trữ, ai cần phải biếu nữa. Biết vậy đã chẳng nghe lời đồn nhảm. Tuy cá ếch rẻ, nhưng bán thêm được chục đồng cũng tốt chứ. Giờ ấy hàng chỉ có nước tự ăn thôi. Trời ơi mấy chục cân này biết ăn sao cho hết. Ăn mà đau lòng chết mất. Bình thường chẳng ai muốn, phơi vài cân ăn qua loa là được rồi. Ít ra cũng bán được chút tiền chứ.
Cả nhà nghe mấy bà hàng xóm ở ngoài cổng xót xa lầm bầm, cũng chẳng buồn đáp lời, nhà mình còn chưa bán hết, lúc này làm sao mua của họ được. Nhị Dương, dù sao cũng không lo bán không hết mấy cái cá khô này, chỉ tốn thêm chút thời gian thôi. Mùa thu đông rảnh rỗi thiếu gì thời gian, dù không bán cho quân đội, nhân lúc rảnh rỗi đi bán dạo, tôi cũng có thể bán hết số hàng tồn trong nhà. Nhị Dương mấy người vừa về đến sân, Lâm Tú Thanh đã vào bếp nấu ăn. Lúc này, anh cả Diệp và anh hai Diệp đi biển về tới. Nhị Dương à, cá ếch khô bán có được không? Số lượng nhiều thế, đâu phải như mọi khi chỉ phơi trăm cân để ăn. Tôi với em hai cũng hơi lo đấy. Mấy hôm nay cá ếch khô bán chạy lắm phải không? Nên mẹ mới bảo tụi anh giữ lại nhiều để phơi khô. Đúng vậy, mấy ngày nay tôi đi bán cá ếch khô, cũng bán được khá, chỉ có điều hơi vất vả thôi, mà còn dễ gặp mấy thằng côn đồ nữa. Nếu mấy anh không rảnh, hoặc không muốn mệt nhọc mạo hiểm, thì cứ phơi khô rồi bán cho tôi là được, chắc chắn lời hơn bán tươi nhiều. Lại đỡ phải chạy đi chạy lại nữa. Phơi khô xong là có tiền ngay, tuy nhà tôi còn mấy trăm cân chưa bán được, nhưng tôi có thể tích trữ bán dần, để đó cũng không hư, tôi đâu nói gì người khác. Có tiền thì để anh em mình kiếm trước. Hai anh ấy hơi trung dung, thận trọng, không có tinh thần mạo hiểm, lại thật thà nữa, bình thường làm gì cũng phải có người đầy từ phía sau. Ý bố cũng là bảo nó thu mua lại, cho bao nhiêu tiền một cân thì tự nó quyết định. Hai anh em nhìn nhau, trong lúc Diệp Diệu Bằng còn đang do dự, Diệp Diệu Hòa nói, tôi thấy được đấy. Phơi khô rồi bán thẳng cho Nhị Dương là tốt nhất, mình cũng đâu có kinh nghiệm bán hàng, cũng chẳng hiểu mấy cái này, bán cho nó là có tiền ngay, cũng khỏi phải để đó, lại không phải vất vả, tốt mà. Diệp Diệu Bằng nhìn Nhị Dương, do hỏi, vậy, Nhị Dương, cậu định mua bao nhiêu tiền một cân? Cá ếch khô 3 hào, cá đủ loại 2 hào, đây cũng là giá cậu ta đã cân nhắc kỹ mới quyết định. Anh em nhà với nhau, cậu ta cũng không thể lãi quá nhiều, 10 cân phơi ra được hơn 2 cân, tính tròn 2 cân đi, cá tươi 3 xu 5 ly một cân. Tức là 10 cân có giá vốn 3 hào 5 xu, thêm công và muối là 4 xu nữa. Giá vốn khoảng 1 hào 8 xu, 1 cân khoảng 3 hào. Thu mua thế này các anh vẫn lãi được không ít, lời hơn bán tươi nhiều. Trừ tiền xe, tôi cũng lãi được khoảng 1 hào đến 1 hào 2 một cân. Tương đương chia đôi lợi nhuận. Mỗi người kiếm một nửa, hai người mới hiểu ra. Diệp Diệu Bằng vui vẻ nói. Vậy 10 cân ra 2 cân, tức là 1 cân vốn, tiền công khoảng 2 hào. Chúng ta còn lời thêm 1 hào. 100 cân thì lời thêm 10 đồng. Vậy hôm nay chúng ta giữ lại 800 cân hàng, chẳng phải sẽ phơi được khoảng 200 cân à? Thế là bán được 50, 60 đồng rồi. Không đúng, 100 cân khô lời thêm 10 đồng, thì 200 cân lời thêm 20 đồng. Nhưng hàng của mình vừa tính ở bến tàu. Mấy con ếch từ đó, chỉ bán được chưa đến 20 đồng, còn cái này khô bán 50, 60. Vậy tính ra là bán thêm được hơn 30 đồng, chứ đâu phải chỉ hơn 20 đồng. Nhị Dương cũng bị họ tính toán đến rối. Vốn dĩ cậu ta đã không giỏi tính toán, nhưng vì tham gia cả quá trình, cậu ta chợt hiểu ra ngay. Số tiền thừa ra đó là từ đâu? Anh cả, anh hai, mấy anh quên tính cá tạp rồi. Cá tạp không đáng giá, bến tàu không thu, nhưng phơi khô tôi mua 2 hào một cân. Tiền thừa ra là từ bán cá tạp đó. À, đúng rồi đúng rồi, lúc cần lúc nãy cá tạp không tính tiền, chỉ có thể mang về tự phơi để ăn thôi. Cá tạp gần như không tốn vốn gì cả. Diệp Diệu Hoa hơi do dự, Nhị Dương à, cậu làm vậy có bị lỗ không? Tiền đều bị chúng ta kiếm hết rồi. Nói thật, những con cá tạp đó phơi khô rồi có ai muốn không? Cũng có thể miễn cưỡng bán được, cũng có người thích đồ rẻ mà. Cá tạp cũng không hẳn là tệ đâu. Ví dụ như cá đầu rồng khô, cá nục khô xào với cần tây, không phải rất thơm và ngon khi nhậu sao? Chỉ là số lượng ít thôi, các loại cá khô trộn lẫn vào nhau, nên mới gọi là cá tạp. Vậy cậu kiếm ít đi một chút, vốn dĩ không ai muốn mấy thứ đó, đừng bán lỗ, cứ tùy ý thôi, cho chút tiền công là được rồi, cậu kiếm toàn tiền vất vả cả, bản thân còn phải lo lắng, còn phải tích trữ hàng nữa, không đến mức lỗ đâu. Cứ tính một mức giá 1,5 hào là được rồi, vốn dĩ cũng toàn là thứ không ai muốn mà, cậu cũng phải kiếm chút tiền xe và công sức chứ. Thấy hai anh hiểu chuyện như vậy, Nhị Dương thấy rất vui. Được rồi, vậy tôi mặt dày kiếm thêm một chút nhé. Mọi người đều kiếm được. Chia đều như mưa móc ấy mà. Sau khi ba anh em thỏa thuận xong, cũng coi như mọi người đều vui vẻ. Diệp Diệu Bằng và Diệp Diệu Hoa đã có bảo đảm, vui vẻ trở về nhà. Họ cũng không phải lo lắng gì về rủi ro, chỉ cần hơi phiền một chút, một chuyến là có thể kiếm gấp đôi. Lâm Tú Thanh đang nấu ăn trong bếp, nghe từ đầu đến cuối, đợi mọi người đi rồi mới đến. Nhị Dương à, nhà mình còn chưa bán hết, anh đã hứa thu mua hết của anh cả anh hai rồi. Liệu có quá vội vàng không? Ngày mai anh còn phải ra khơi nữa, mình còn phơi được không ít đấy. Không sao đâu, nhà mình chỉ còn hơn 3.000 cân thôi. Đợi khi nào gió to không ra khơi được, anh sẽ đi bán thêm 2 ngày là hết thôi. Ồ, vậy tùy anh. Họ phơi xong cũng mất vài ngày. Ừ, vừa đủ để bổ sung. Hôm nay bán được bao nhiêu tiền vậy? Ồ đúng rồi, mày nói chuyện quá, quên lấy tiền ra đếm luôn. Chỉ thấy Nhị Dương lấy ra một đống tiền lớn. Hai đứa nhỏ đang chơi nghe thấy động tĩnh, cũng chạy lại. Nhiều tiền quá, ba lại kiếm được nhiều tiền rồi. Ba giỏi quá, lúc nào cũng kiếm được nhiều tiền.
Hừ, đồ danh con, hai đứa nhớ đừng ra ngoài nói lung tung đấy. Không thì sau này không cho các con đồ ăn ngon nữa đâu. Diệp Thành Hồ cười hì hì. Chẳng sợ gì cả. Còn Diệp Thành Dương thì mở to mắt. Bán ở doanh trại được 3.000 cân, là 1.260 đồng. Sau đó lại đi chợ bán thêm 2 bao, tổng cộng là 1.372 đồng. Mình phơi cá khô này, thu mua cá khô bán kiếm tiền. Có phải nên đưa ba một phần không? Ừ, ba luôn theo phụ giúp mình. Mẹ cũng giúp giết cá, phơi cá. Tuy không cần tính công cho mẹ, nhưng tiền công vất vả này phải đưa cho ba. Vốn dĩ cũng là trên thuyền để lại, ba cũng có phần. Được, vậy để lát nữa ghi chép lại tài khoản hôm nay, cuối tháng tính toán cho ba một lúc. Bà nội liếc nhìn Lâm Tú Thanh, sợ cô ấy trong lòng không vui, bèn cười nói, ba mẹ con cũng chẳng tiêu được mấy đồng đâu, con tính tiền cho ba bây giờ, đến lúc họ già rồi cũng đều là đưa cho các con chia thôi. Ba ơi, còn lâu lắm ạ. Con không nhỏ mó tiền của ba mẹ đâu. Nhà mình Nhị Dương có thể kiếm được tiền rồi. Diệp Thành Dương phụ họa theo, ba con giỏi nhất, ngày nào cũng kiếm được nhiều tiền. Con trai ngoan, có con mắt tinh đời. Dương Dương, mày đúng là đứa nịnh bợ mà. Hừ, Diệp Thành Hồ, dạo này mày kiêu ngạo quá đấy. Sáng sớm hôm sau, Nhị Dương và ba Diệp đúng giờ ra khơi. Sau khi thả lưới kéo xong thì bắt đầu làm việc. Đến sáng hôm sau, lúc này, Lâm Tú Thanh vừa mới ra đến cửa thì...